Trong ngày 24 tháng 9, lúc 22 giờ 55 phút, theo giờ Việt Nam, OSIRIS-REx của NASA sẽ thả xuống trái đất mẫu vật lấy từ tiểu hành tinh Bennu, có thể chứa khối xây dựng sự sống nguyên thủy. Không cần phải báo động hay lo lắng gì cả, nhà khoa học Jason Dworkin từ sứ mệnh OSIRIS-REx trấn an công chúng, trong bối cảnh dấy lên mối lo ngại về khả năng tàu vũ trụ này sẽ vô tình thả cả những sinh vật ngoài hành tinh nhỏ bé xuống trái đất trong khối đá bụi mà nó mang về. Trả lời phỏng vấn của tờ Space, tiến sĩ Dworkin thừa nhận sứ mệnh trả mẫu tiểu hành tinh Bennu mà OSIRIS-REx thực hiện là một sứ mệnh trở về trái đất không hạn chế. Điều này có nghĩa là các mẫu được đem về không có bất kỳ hạn chế nào, kể cả những mẫu liên quan đến sinh học. Theo dự kiến của NASA, mẫu vật từ tiểu hành tinh cổ đại Bennu sẽ hạ cánh xuống khu huấn luyện và thử nghiệm Utah của Bộ Quốc phòng Mỹ vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 24 tháng 9 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 22 giờ 55 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Ngay từ đầu sứ mệnh, các nhà khoa học NASA đã lựa chọn Bennu, một tiểu hành tinh 4.5 tỷ tuổi, vì cho rằng nó được cấu thành bởi vật liệu nguyên sơ của hệ mặt trời ban đầu. Vật liệu từ nó có thể chứa các khối xây dựng hành tinh quan trọng, bao gồm những thứ cấu thành nên hành tinh đá, có đại dương và các điều kiện để sinh sống như trái đất. Chưa kể, nó còn được kỳ vọng chứa các phân tử hữu cơ dưới dạng khối xây dựng sự sống, cùng loại với những hạt giống đầu tiên của sự sống mà các thiên thạch khác đã mang đến trái đất khi nó còn sơ sinh. Tiến sĩ Dworkin khẳng định không có sinh vật hiện tại trên Bennu, và nếu như nó có, thì cũng là một thứ đã sẵn có trên trái đất, chỉ việc nguyên liệu cấu thành trái đất ban đầu cũng tương tự Bennu. Nhà khoa học OSIRIS-REx cũng nhấn mạnh nhóm không tìm thấy sự sống trên Bennu trong thời gian nghiên cứu tiểu hành tinh này, mà chỉ trông đợi vào việc tìm kiếm các khối xây dựng sự sống. Các khối xây dựng sự sống, ví dụ các axit amin quan trọng, là thứ cần trải qua những phản ứng nhất định trong những điều kiện nhất định và một quá trình tiến hóa phức tạp mới có thể trở thành sự sống. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.